Vào khoảng 23 giờ tối qua 14 tháng 12, đã xảy ra một vụ cháy lớn tại trang trại chăn nuôi lợn của vợ chồng chị Hoàng Thị Tuyết ở xóm Dạ Sơn, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Theo các công nhân làm việc tại trang trại, thì nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn là do chập điện gây cháy tại một khu chuồng trại. Khi ngọn lửa bén không lâu, thì mái tôn bị đổ sập xuống nền nhà ẩm ướt, kéo theo dây điện, khiến lợn bị điện giật chết. Được biết, trang trại lợn của vợ chồng chị Hoàng Thị Tuyết vừa mới đầu tư xây dựng được 2 năm nay. Hiện nay trang trại đang nuôi 600 con lợn thịt đã đạt cân nặng khoảng 20kg trên một con và gần 700 con lợn đã đạt trọng lượng 45-50kg trên một con. Vụ cháy xảy ra khiến tất cả số lợn của trang trại bị chết, ước tính thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. Ngay trong đêm xảy ra hỏa hoạn, người dân xóm Dạ Sơn, chính quyền địa phương đã đến động viên giúp gia đình khắc phục sự cố, dọn dẹp hiện trường.